đèn lồng đỏ treo cao. Mẹ đừng nói thêm gì nữa. Mẹ đã nói suốt 3 ngày rồi. Con cũng đã nghĩ kỹ rồi. Được, con sẽ lấy chồng. Tốt, vậy con muốn lấy người đàn ông như thế nào? Lấy người đàn ông như thế nào ư? Chuyện đó con có quyền quyết định sao? Mẹ suốt ngày nhắc đến tiền. Vậy hãy gả con cho người giàu có đi. Gả cho một người giàu có thì con chỉ có thể làm thiếp cho người ta thôi. Làm thiếp thì làm thiếp. Chẳng phải đó là số phận của đàn bà sao? Mùa hạ. Các diễn viên chính trong phim: Củng Lợi trong vai Tụ Liên, Hà Trải Phi trong vai Tam Phu Nhân, Tào Thúy Phần trong vai Nhị Phu Nhân, Khổng Lâm trong vai Nhạn Nhi và các diễn viên khác. Đạo diễn: Trương Nghệ Mưu. Tiểu thư, cô tìm ai vậy? Tôi là Tùng Liên. Lần trước chẳng phải ông đã đến gặp tôi một lần rồi sao? Trời ơi, hóa ra là tứ phu nhân. Xin bà chờ một lát. Chúng tôi đã cho Kiều Hoa đi rước dâu. Kiều Hoa không đến nhà bà sao? Tôi đã tự đi bộ đến đây. Để tôi xách giúp cho. Không cần, tôi tự xách được. Phu nhân, chờ đây. Tôi vào trong xem thế nào trước đã. Cô là ai vậy?
Tứ phu nhân, xin mời bà vào. Hóa ra tứ phu nhân là cô đấy. Phải, tôi chính là tứ phu nhân. Cô mang vali của tôi vào trong đi. Tứ phu nhân, từ nay về sau phu nhân sẽ sống ở đây. Tôi tên là Trần Bách Thuận, quản gia. Có việc gì xin phu nhân cứ sai bảo. Ở đây treo nhiều đèn lồng đỏ như vậy làm gì? Chẳng phải là để chúc mừng bà đã đến đây sao? Thưa tứ phu nhân, theo tục lệ của gia tộc, bây giờ tôi xin được phép hầu hạ cho phu nhân. Rồi phu nhân sẽ quen với cái này. Sư thầy thầy.
Tứ phu nhân, chúng tôi đến chải tóc và thay đồ cho bà. Lão gia, chúc mừng lão gia có thêm thiếp. Thế nào? Đấm chân dễ chịu lắm không? Bàn chân phụ nữ rất quan trọng. Khi bàn chân cảm thấy thoải mái thì người phụ nữ mới thấy khỏe mạnh và đủ sức phục vụ cho người đàn ông của mình. Nàng cầm cái đèn lồng đó lên đi. Phải, là cái đó đấy. Giơ đèn cao lên một chút. Ngẩng mặt lên. Đúng là con gái có học có khác. Được rồi, hãy cởi quần áo và lên giường đi ngủ thôi. Lão già, tắt đèn đi. Không được. Ta treo nhiều đèn như vậy là để nhìn cho rõ mà. Ta thích sự sáng sủa và sang trọng. Ai đó? Tam phu nhân bị bệnh, phu nhân muốn lão gia đến phòng bà. Ta ngủ rồi. Phu nhân bị bệnh rất nghiêm trọng, phu nhân nói lão gia nhất định phải đến đó. Cứ để đến sáng mai đi. Nếu có gì nghiêm trọng xảy ra với phu nhân, chúng con không gánh vác nổi đâu ạ. Đáng ghét, bà ấy lại giở trò gì nữa đây. Ta phải đi xem bà ấy thế nào. Nếu không tối nay bà ấy sẽ không để cho ta được yên thân. Lão gia đi sao? Đến phòng tam phu nhân à? Phải. Thắp đèn phòng tam phu nhân.
Tứ phu nhân. Tứ phu nhân. Tứ phu nhân, theo tục lệ của phủ chúng ta, tôi phải đưa phu nhân đến bái kiến tổ tông và ba vị phu nhân còn lại. Sau đó bà sẽ dùng bữa sáng. Theo tục lệ, thành viên trong phủ dùng bữa hay bàn bạc công việc đều được tiến hành ở đây. Tục lệ của gia tộc họ Trần đã được truyền lại qua nhiều thế hệ. Tứ phu nhân, sau này bà phải tuân thủ theo những quy tắc trong phủ nhà họ Trần. Mời phu nhân quỳ lạy tổ tiên. Trước tiên phu nhân phải đi vấn an lão gia ở chỗ tam phu nhân. Hình như lão gia và tam phu nhân vẫn còn chưa ngủ dậy. Chúng ta sẽ quay lại sau vậy. Đại phu nhân, tứ phu nhân đến vấn an bà. Chào chị cả. Cô bao nhiêu tuổi? 19 ạ. Tôi nghe nói cô đã từng đi học đại học. Em đã học đại học được 6 tháng ạ. Tốt. Có học hành hiểu biết thì tốt. Rồi cô sẽ quen với cuộc sống ở đây. Sau này phải ăn ở hòa thuận với các phu nhân khác và hầu hạ lão gia cho thật tốt. Cô đi đi. Oan nghiệt. Oan nghiệt. Đại phu nhân đã đến 100 tuổi chưa? Sao trông bà ấy già thế? Nhị phu nhân, tứ phu nhân đến thỉnh an bà đấy ạ. Em Tư đến đấy hả? Vào trong đi. Chào chị hai, mau vào nhà đi. Dung mạo đẹp thật. Em tên là gì vậy? Tùng Liên ạ. Cái tên cũng đẹp giống như người. Chị là Trác Vân. Sau này em cứ gọi tên chị là được. Em trông giống như một học sinh vậy. Em đã vào đại học được 6 tháng ạ. Thế tại sao đang học lại nghỉ? Gia phụ em mất đi. Gia đình không có đủ điều kiện cho em học tiếp. Thế phụ thân của em bao nhiêu tuổi rồi? 53 tuổi. Vẫn chưa đến 60 ư? Còn trẻ quá. Đúng là đời người họa phúc khó lường. Mời tứ phu nhân dùng trà. Quê quán em ở đâu? Ở Phong Thành. Ở đó trồng rất nhiều trà phải không? Gia phụ em trước đây cũng là.
hôm nay ta sẽ đưa nàng đến Huệ Sương Ký ăn bánh bao. Chẳng phải nàng nói là nàng thích ăn bánh bao ở đó ư? Nàng thật sự không quan tâm gì đến ta nữa. Có những người khác đang rất thèm khát được đấm chân đấy. Lão già đi rồi. Thổi đèn đi. Thắp đèn phòng bà ba. Nhàn Nhi. Nhàn Nhi. Nhàn Nhi. Vâng, tôi đến ngay. Cô không thể đi nhanh hơn sao? Nếu cô không thích hầu hạ tôi thì cứ việc. Đừng nghĩ vì lão gia đụng vào cô thì cô thích làm gì thì làm. Cả ngày cô cứ xị mặt ra như vậy, cho ai ngắm đây? Đâu có. Tôi đâu dám xị mặt với ai. Mặt tôi từ khi sinh ra, nó vốn đã như vậy rồi. Thế nào? Sao lão gia lại muốn đến với em? Lão già đã chán cô vợ mới rồi sao? Chỗ em thì có gì hay ho đâu. Nàng ấy đang giận ta. Dĩ nhiên là ở đây tốt hơn chứ. Nàng dịu dàng, lại còn có thể hát kịch cho ta nghe nữa. Hay, hay lắm. Tốt. Hay lắm. Nàng hát ngày càng hay hơn. Hát nữa đi. Hay lắm. Hát nữa đi. Hát nữa đi. Em Tư. Em Tư. Tùng Liên, xuống đây đi. Đến phòng chị nói chuyện một chút. Tùng Liên. Sao em đi dạo một mình vậy? Xuống đây nào. Chị đang có việc tìm em đấy. Chị hai.
Trông sắc mặt của em không được khỏe. Không có đèn lồng, không được đấm chân, nên trong lòng thấy khó chịu phải không? Em đâu có quan tâm đến chuyện đó. Em thích được ở một mình cho yên tĩnh. Gia tộc họ Trần này không thể sống yên tĩnh được đâu. Nếu em không được đấm bàn chân trong vòng vài ngày, thì sắc mặt của người hầu kẻ hạ trong nhà này cũng khác với em đấy. Lão gia muốn đến phòng ai thì đến, lẽ nào ông ấy không thấy gia pháp này là quá rắc rối sao? Thắp đèn, tắt đèn là tập tục từ xưa của gia tộc này. Khi chị mới đến đây, nó đã như vậy rồi. Là lụa Tô Châu. Chị tặng cho em may áo đấy. Chị hai, chị tặng đồ cho em không dám nhận đâu. Em phải tặng đồ cho chị mới đúng chứ, có gì đâu. Chị thấy dáng người em mảnh mai, nên nghĩ ngay đến tấm lụa này để tặng em may áo. Nếu là cô Đào hát đó thì bỏ tiền ra mua, chị không bán cho cô ta đâu. Em thấy vẻ đắc ý tối nay của cô ta rồi chứ. Chị hai, căn phòng nhỏ trên mái dùng để làm gì vậy? Nó được khóa bằng sợi xích rất lớn. Em đã đến căn nhà của người chết đó rồi sao? Em đừng đến đó nữa. Đã có mấy người phụ nữ chết ở đó rồi đấy. Là người nào vậy? Họ là những người đàn bà đời trước. Họ đã treo cổ ở đó. Chuyện này em đừng tìm hiểu thăm dò nữa nhé. Không ai ở đây muốn nói về nó cả. Em Tư, nếu rảnh thì đến chỗ chị ngồi nói chuyện. Đừng đến đó nữa nhé. Lão già đã ra ngoài. Lão già dặn bốn phu nhân cứ ăn không cần chờ ông ấy. Vậy chúng ta ăn đi. Tại sao không có rau cải và đậu phụ? Tôi thấy đã có quá nhiều rau trên bàn ăn rồi. Quản gia, mau đem thịt heo hầm sen lên đây cho tôi. Vâng. Sao hôm nay nhiều món thịt vậy? Hôm qua lão gia lại thắp đèn lồng ở phòng tam phu nhân nhỉ? Tứ phu nhân chẳng phải mới được lấy về sao? Ai mà biết rõ được. Chuyện đó còn tùy vào cảm hứng của lão gia. Dù sao thì phòng phu nhân nào được thắp đèn thì người đó sẽ đặt món ăn. Chúng ta chỉ làm theo mệnh lệnh mà thôi. Là ai vậy? Là tôi, Nhạn Nhi đây ạ. Có việc gì mà lén lút như vậy? Tam phu nhân bảo phu nhân đến chơi mặt trược. Bảo ta đến chơi mặt trược ư? Bà ta có ý gì đây? Ta không đi. Em Tư. Chúng tôi đang thiếu một người chơi. Nể mặt chị ba, đến chơi một lát đi. Tôi không thích mặt trược. Thôi nào, đừng suốt ngày ở trong nhà như vậy nữa.
Vẫn còn giận chị về chuyện rau cải xanh và đậu phụ sao? Tôi đâu có nhỏ mọn như vậy. Tốt. Chị biết em Tư không phải là người nhỏ mọn như vậy. Nếu vậy thì chắc em sợ đến chơi thua sẽ mất nhiều tiền phải không? Nếu em sợ mình thua thì cứ yên tâm, chị sẽ nhường em. Chị ba đã nói thế thì tôi không đi không được rồi. Nhưng chị không cần nhường tôi đâu. Ai thắng ai thua, hãy chờ ván bài kết thúc hãy nói. Vậy thì tốt rồi. Đây là Cao Đại Phu, khách quen của phủ chúng ta. Phủ nhà ta ai có bệnh gì đều gọi ông ấy. Còn đây là ông Vương, bạn của Cao Đại Phu. Còn đây là tứ phu nhân của chúng tôi. Em ấy mới đến chưa lâu. Em ngồi đi, xin mời. Bắt đầu nào. Tứ phu nhân của chúng tôi từng là sinh viên đại học đấy. Không như tôi, chỉ là một đào hát. Hôm nay tứ phu nhân đến đây là quyết tâm phải thắng đấy. Hai vị nên chơi cho cẩn thận. Không sao, không sao. Chỉ là chơi vui thôi mà. Phòng của chị ba trưng bày giống như sân khấu vậy. Phải. Con người ai dễ quên được quá khứ của mình. Lão già về rồi đấy ư? Sao lão già không báo cho chúng tôi một tiếng? Ta cũng vừa mới về. Lão già vất vả quá. Bà ấy đâu rồi? Tứ phu nhân được tam phu nhân gọi đi chơi mặt trược rồi ạ. Để tôi đi gọi phu nhân về. Không cần đâu. Tại sao nàng ấy không ngoan ngoãn ở trong phòng mà còn chạy lung tung làm gì? Thắp đèn phòng bà ba. Lão già đã về. Ông ấy không thấy phu nhân đâu nên đã qua nhà nhị phu nhân rồi. Đừng để ý việc đó, cứ chơi đi. Em Tư, em Tư, tối nay hãy coi như em làm chút việc tốt cho Trác Vân đi. Dạo này bà ấy cũng đang rất cô đơn. Cho bà ấy mượn lão ra một đêm. Nếu hôm nay em thua thì cứ bảo bà ấy bù tiền cho em. Như vậy em đâu có thiệt thòi. Nghe nói tứ phu nhân đã bỏ học đại học. Tại sao vậy? Học nữa thì có ích gì chứ? Cũng chỉ là một cái áo trên người lão ra thôi mà. Ông ấy thích mặc thì mặc, không thích thì cởi ra. Lão già, em vẫn muốn sinh cho lão già một cậu con trai.
mùa thu. Ngôi nhà này cứ như là bị ma ám vậy. Nhảm nhí, ma ở đâu đến đây được? Căn phòng người chết trên mái nhà ấy. Căn phòng đó chỉ có hai người treo cổ ở đấy, chỉ có thế thôi. Tại sao họ lại treo cổ? Nàng cần biết lắm sao? Bọn họ đã quan hệ bất chính. Bọn họ là ai vậy? Cũng không rõ. Hai người đàn bà từ đời trước. Họ đều là thiếp phải không? Đừng nói chuyện nhảm nhí nữa. Nàng lại làm sao thế? Có người đang nhìn trộm. Ai cơ? Nhà Nhi. Có gì đâu mà phải nhìn trộm. Hơn nữa có nhìn thì cũng không thấy gì đâu. Lão già luôn đứng về phía cô ta. Em có thể nhận ra mùi của nó ở cách xa cả dặm. Ai đó? Lão già. Có chuyện gì? Đến giờ ăn cơm rồi ạ. Đậu phụ, rau cải và giá đỗ non của tứ phụ nhân đã chuẩn bị xong cả rồi ạ. Các phụ nhân khác đều đang chờ. Em không ra. Cho người đem đồ ăn vào đây cho em. Làm thế là không đúng đâu. Chúng ta nên ra đó ăn. Nếu không họ sẽ chê cười đấy. Lại là bọn họ. Sợ gì họ chê cười chứ. Em chỉ muốn ăn ở đây. Được rồi, chúng ta sẽ ăn ở đây. Cho người đem thức ăn đến đây. Lão gia bảo các phu nhân cứ dùng bữa tự nhiên. Ông ấy sẽ không đến. Thức ăn sẽ được dọn vào phòng tứ phu nhân. Trong phủ từ trước tới nay làm gì có tục lệ này. Đó không phải là ý của tứ phu nhân chứ. Em ba, đừng tức giận. Ăn cơm đi. Chị cả, em muốn nói rõ điều này. Sau này nếu phòng của em được thắp đèn, em cũng sẽ bảo người dọn thức ăn đến tận phòng. Nói bậy nào. Chẳng lẽ em cũng không hiểu lý lẽ như vậy sao? Cứ để chị cả làm chủ chuyện này đi. Tôi thì làm chủ được gì? Tôi chỉ là một bà già vô dụng. Gia tộc họ Trần sớm muộn gì cũng sẽ bị bại hoại trong tay các cô thôi. Ai đang thổi sáo vậy? Là đại thiếu gia, cậu ấy vừa về hồi sáng. Là phi bồ, con trai của đại phu nhân phải không? Ta nghe nói cậu ấy luôn vắng nhà cơ mà. Đại thiếu gia rất bận rộn, sáng mai cậu ấy lại phải đi Vân Nam làm ăn.
Cô là Tùng Liên phải không? Theo thân phận, cậu không nên gọi tôi bằng tên. Vậy tôi sẽ phải gọi thế nào? Gọi là Tứ Phu Nhân ư? Tiếng sáo đã đưa cô đến đây sao? Cậu thổi tiếp đi, tôi đã làm phiền cậu. Cô cũng biết thổi sáo à? Phi bồ, con xuống đây đi. Mẹ tôi gọi tôi có việc rồi. Tôi phải đi đây. Nhà Nhi. Vâng, cô qua đây. Cô đã mở vali của tôi phải không? Vâng, tôi đã thu dọn vali để xếp gọn quần áo lại cho bà. Cô có thấy cây sáo của tôi trong này không? Sáo ư? Tôi không thấy. Chỉ có đàn ông mới thổi sáo thôi chứ. Cô đã ăn cắp cây sáo của tôi phải không? Tứ Phu Nhân, Phu Nhân đừng tùy tiện đồ ăn cho người khác. Tôi lấy sáo của Phu Nhân làm gì? Cô suốt ngày lén lén lút lút, đừng giả vờ nữa. Xin Phu Nhân đừng đồ ăn cho tôi. Phu Nhân cứ đi hỏi lão già. Đại Phu Nhân, Nhị Phu Nhân xem tôi đã từng ăn cắp thứ gì bao giờ chứ? Tứ Phu Nhân, tôi thật sự không lấy cây sáo của bà. Tôi không lấy thật mà. Tứ Phu Nhân, tôi không lấy nó. Xin bà đừng vào trong. Tôi không lấy cây sáo của bà thật mà. Tứ Phu Nhân, tôi thật sự không lấy. Cô sợ tôi vào phòng mình như vậy chắc chắn là có gì mờ ám. Tôi phải vào trong xem cho rõ. Giỏi lắm. Cô dám lén lút thắp lồng đèn ở đây. Đèn lồng là để cho những nha hoàn như cô tự tiện thắp sao? Cô không biết luật lệ ở phủ này sao? Cô có còn muốn sống nữa không? Tứ Phu Nhân, tôi van xin bà. Xin bà đừng nói lại chuyện này với ai. Được rồi. Vậy hãy trả lại cây sáo cho tôi. Tứ Phu Nhân, tôi thật sự không lấy cây sáo của bà. Tứ Phu Nhân, Tùng Liên. Cô làm bùa để hại tôi. Cô muốn tôi chết. Thôi được. Đủ rồi, đừng khóc nữa. Tôi không nên đối xử với cô thế này. Tôi sẽ bỏ qua cho cô chuyện này. Cô không biết chữ, sao lại viết được tên tôi?
Nói cho tôi biết, ai đã viết tên tôi giúp cô? Tôi không thể nói cho bà biết. Đừng sợ. Nói cho tôi biết, ai đã viết giúp cô? Tôi sẽ giữ bí mật về chuyện thắp đèn lồng cho cô. Có phải là bà cả không? Vậy chắc chắn là bà ba Mai San rồi. Là bà hai Trác Vân sao? Trác Vân. Trác Vân. Nàng sao thế? Nàng giận ai nếu vậy? Tại sao lão gia lấy cây sáo của em? Ta không muốn nó làm nàng phân tâm nên đã lấy nó đi. Ai đã tặng nàng cây sáo đó vậy? Nó là di vật của phụ thân em. Xin lỗi vì ta đã nghi ngờ nàng. Ta cứ tưởng nó là của một gái con trai nào đó ở trường đại học tặng nàng. Nó đâu rồi? Hãy trả lại nó cho em. Ta đã đốt nó đi rồi. Đốt rồi ư? Thôi nào. Nó chỉ là một cây sáo thôi mà. Ta sẽ cho người mua cho nàng vài cây sáo khác tốt hơn. Ta rất ghét loại người luôn giận hơn. Vậy sao lão gia không đến chỗ Trác Vân đi? Bà ấy luôn luôn mỉm cười đấy. Đi thì đi. Thắp đèn phòng nhị phu nhân. Em Tư. Em Tư. Chỉ nghe Nhã Nhi nói em không được khỏe. Chán không nóng. Em không bị bệnh mà chỉ giận hơn thôi phải không? Chị đến đây có chuyện gì không? Dậy cắt tóc hộ chị đi nào. Em không biết cắt. Chỉ hãy nhờ người khác đi. Làm sao họ có thể cắt được chứ? Em từng được đi học đại học, có hiểu biết. Chị chỉ muốn em cắt tóc cho chị thôi. Nào đứng dậy đi nào. Vào nhanh lên. Nhanh lên nào. Sao tự nhiên chị lại muốn cắt tóc vậy? Chẳng phải tối qua lão gia đã thắp đèn ở phòng chị sao? Chị nói với lão gia là chị sắp già rồi. Em đoán xem lão gia đã nói gì nào. Lão gia nói chị sẽ trông trẻ ra nếu chị cắt tóc ngắn đi. Lão gia đã nói thế. Em bảo chị không cắt có được không? Sao thế? Cắt đi chứ. Em chưa làm việc này bao giờ. Em sợ sẽ cắt vào tai chị mất.
Không sao, cứ cắt đi. Vậy em cắt nhé. Tai của tôi. Tai của tôi. Bà hai, đã xảy ra chuyện gì vậy? Tai của tôi. Đi làm việc đi. Các người còn nhìn cái gì? Còn không mau đi mời đại phu đến đây. Chị ba, chị cười gì vậy? Nếu tôi ghét người nào đó, tôi cũng sẽ cắt đứt tai của họ. Tôi cũng sẽ phải cắt đứt tất cả. Chị nói vậy là có ý gì? Lẽ nào chị nghĩ tôi cố tình làm chuyện đó? Việc này chỉ có ông trời mới biết. Trác Vân là hạng người khẩu Phật tâm xà. Bà ấy mới thực sự thâm độc. Cô đừng thấy tôi hay gây chuyện với cô mà nghĩ tôi ghét cô. Thật ra bà ấy mới là người tôi ghét nhất. Tôi biết tôi không phải là đối thủ của bà ấy. Cô mới là đối thủ tranh đấu với bà ấy. Tôi đã nghĩ thế ngay từ lần đầu tiên gặp cô. Cô có biết chuyện lúc cả hai chúng tôi có thai không? Tôi và bà ấy đã có thai gần như cùng một lúc. Khi thai nhi của tôi được 3 tháng, bà ấy đã lén cho người bỏ thuốc và thức ăn của tôi. Tôi đã may mắn không bị hỏng thai. Khi chúng tôi lâm bồn, bà ấy lại muốn sinh trước nên đã tốn rất nhiều tiền để tiêm thuốc ngoại, thúc cho thai ra sớm. Bà ấy đã phải chịu đau đớn. Và sau cùng vẫn là tôi may mắn nên đã sinh được Phi Lan. Nó lại là con trai. Còn bà ấy chỉ sinh được đứa con gái và sinh sau tôi 3 tiếng. Tùng Liên, cô mới đến đây nên lão gia còn chưa chán cô. Nhưng nếu cô không sinh cho ông ấy một đứa con trai thì cuộc sống đau khổ sẽ ở ngay phía trước đấy. Mặc dù cô là một sinh viên có học, còn tôi chỉ là một đào hát, nhưng số phận của chúng ta là như nhau cả thôi. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Lão già, chỉ vì lão già đêm qua ở đây mà em Từ đã hận em ra nông nỗi này. Suýt nữa thì cô ấy đã giết chết em. Cao đại phu nói
Chỉ cần cái kéo nghiêng thêm một chút nữa là cắt đứt động mạch của em rồi. Nghiêm trọng như vậy sao? Tất cả là tại lão gia. Lão già nói cắt tóc ngắn trông em sẽ trẻ hơn. Thế nên cô ấy đã hận em mà làm thế. Chị em trong nhà đâu đến nỗi như vậy. Được rồi, được rồi. Bắt đầu từ đêm nay, ta sẽ ở lại chăm sóc cho nàng vài ngày. Thắp đèn phòng bà hai. Thưa nhị phu nhân, có tứ phu nhân đến thăm bà. Em tứ đến đấy hả? Chị hai, em ngồi đi. Chị hai đã đỡ hơn chưa? Cao đại phu đã khám cho chị. Ông ấy nói không nghiêm trọng. Em rất ân hận. Em không cố ý làm như vậy. Em đã cả nghĩ quá rồi. Ai nói em cố ý làm vậy chứ? Chị em chúng ta vẫn luôn rất tốt với nhau mà. Chuyện này em đừng để bụng nhé. Nói ra thì thật khôi hài, nhưng chị vẫn phải cảm ơn em. Nếu không vì nhát kéo của em thì mấy ngày nay lão già đã không luôn ở bên chị. Nhẹ thôi, thím Cao. Nếu chị không sao thì em xin phép được cáo lui. Em về nhé, thông cảm chị không tiến được. Nhà Nhi. Nhà Nhi. Có chuyện gì vậy thưa tứ phu nhân? Cô đã đi đâu vậy? Qua đây, bóp chân cho tôi nào. Bóp chân ư? Tôi không biết làm. Tôi bảo cô làm thì cô cứ làm đi. Nhẹ một chút. Tôi bảo cô bóp nhẹ một chút. Cô không nghe thấy sao? Tôi đã nói là tôi không biết làm mà. Nếu bà có đủ bản lĩnh, hãy gọi thím Cao đến đấm chân cho bà đi. Không biết bóp thì thôi, không cần phải bóp nữa. Tôi có bản lĩnh hay không? Cô cứ chờ đó rồi sẽ thấy. Phu nhân có thai thật sao? Vâng, tôi thấy gần đây tứ phu nhân trong người có vẻ khang khác. Xin chúc mừng lão gia, người sắp có thêm một thiếu gia nữa rồi. Chúc mừng lão gia. Lão gia, theo tập tục của tổ tiên, kể từ hôm nay, đèn lồng trong phòng tứ phu nhân sẽ được thắp suốt ngày đêm. Phải phải, thắp cả ngày lẫn đêm. Điều đó như một biểu tượng của sự trường thọ. Mau đi thắp đèn đi.
Tứ phu nhân, Tứ phu nhân, mời bà dùng canh hạt sen. Thím Cao, có người nói tôi không thể gọi thím đến phục vụ cho tôi. Sao lại thế? Ai mà dám nói như vậy chứ? Tứ phu nhân, bây giờ phu nhân rất quan trọng với chúng tôi. Khi nào cần phu nhân cứ gọi, tôi sẽ đến hầu hạ phu nhân ngay. Đại phu nhân, tôi mang thức ăn đến cho tứ phu nhân. Chị cả, khi có mang phi phú, chị có làm như vậy không? Cô ăn cơm đi. Em bà đúng là một đào hát. Ngay cả tiếng cười của em nghe cũng rất hay. Nhưng hay thì có nghĩa lý gì chứ? Nếu em Tư cũng sinh được một thiếu gia thì e rằng sẽ có người sẽ rất buồn đấy. Bao nhiêu thức ăn thế này không đủ làm cho hai người im lặng mà ăn được sao? Nhị phu nhân, lão gia bảo nhị phu nhân ăn cơm xong hãy qua phòng tứ phu nhân. Có việc gì vậy? Hôm nay tứ phu nhân cảm thấy không được khỏe, lão gia muốn phu nhân đấm lưng cho bà ấy. Sao cô ta biết tôi có thể đấm lưng? Điều này còn phải hỏi sao? Đương nhiên lão gia nói cho em Tư biết rồi. Đó là ý của lão gia sao? Là lão gia đã dặn dò như vậy ạ. Chị hai, đi thì đi chứ có gì đâu. Hãy đấm lưng cho em ấy như lúc chị phục vụ cho lão gia ấy. Không thiệt đâu. Chị chăm sóc tốt cho em Tư, lão gia chẳng phải sẽ rất vui sao? Thế nào? Nàng thấy khỏe hơn rồi chứ? Khỏe hơn rất nhiều rồi. Chị hai, chị làm nhẹ tay hơn một chút. Đúng, cứ làm như vậy là được rồi. Không thể nào. Người có nhìn rõ không? Chắc chắn nó là máu chứ. Vâng, nó trông giống như vậy mà. Nhàn Nhi, Nhàn Nhi, vâng, thưa tứ phu nhân. Cô đi đâu mà hốt hoảng vậy? Có thấy cái quần trắng của tôi đâu không? Tôi đã giặt nó rồi. Đã giặt rồi sao? Chúng ta múa thật vui vẻ trên trời. Hoa rừng xum xuê, cây cối cao thấp, bị nhốt trong lồng vàng héo hon tiểu tụy.
Hãy cho tôi trở lại rừng xanh, cho tôi được hát bài ca tự do, vô tư, tốt. Bài thơ tiếp theo: quả kêu trăng lặn sương rơi, lửa trải cây bái đối người nằm co. Con thuyền đậu bến Cô Tô, nửa đêm nghe tiếng chuông chùa hàn san. Đọc khá lắm. Lão già, nhị phu nhân có việc muốn gặp người. Lão già, em Tư dạo này trông rất mệt mỏi. Em sợ rằng em ấy lại giống như em năm xưa khi mang thai ước chân. Năm đó em đã suýt bị sảy thai mà không hề hay biết. Em nghĩ lão gia nên mời Cao đại phu đến khám xem thế nào. Nàng không nhắc, ta cũng quên mất đấy. Quản gia, ngày mai hãy mời Cao đại phu đến thăm thai cho bà Tư. Vâng, thưa lão gia. Cao đại phu đã khám xong chưa ạ? Xong rồi. Vất vả cho Cao đại phu quá. Lão già đâu? Tôi có chuyện muốn thưa với ông ấy. Tôi sẽ dẫn ngài đi. Cao đại phu. Cao đại phu, ngài đến rồi đấy ư? Tam phu nhân, lần trước sau khi dùng thuốc của tôi, bà thấy đã khá hơn chưa? Đã khỏe hơn nhiều rồi. Chỉ có điều ban đêm tôi ngủ vẫn chưa ngon giấc. Vậy để lúc nào rảnh tôi sẽ đổi toa thuốc cho bà. Được. Sức khỏe của em Tư thế nào rồi? Bây giờ tôi chưa thể nói được, tôi sẽ nói cho bà sau. Cao đại phu, nhị phu nhân, em Tư sao rồi? Không có gì nghiêm trọng đúng không? Tôi phải đi gặp lão gia trước đã. Cao đại phu, làm phiền ông quá. Không có gì, không có gì. Mời ông dùng cốc trà nóng. Sức khỏe của tứ phu nhân thế nào rồi? Có điều này không biết tôi có nên nói ra không? Tất cả ra ngoài đi. Tôi muốn nói chuyện riêng với Cao đại phu. Có chuyện gì không ổn với Tùng Liên sao? Lão già, tứ phu nhân không có thai. Ông nói sao? Điều này là thật chứ? Tôi đã kiểm tra rất cẩn thận, tứ phu nhân quả thực không hề mang thai. Hỗn sược! Nàng định lừa gạt ta sao? Nói đi, vì sao nàng lại nói dối ta? Nói mau, vì sao nàng lại lừa ta? Nàng không biết gia pháp là gì sao? Sao nàng không tìm hiểu những quy tắc bao đời trong họ tộc họ Trần này là thế nào? Nàng to gan thật đấy. Che hết đèn lồng lại. Lão già nói sao ạ? Che hết đèn lồng lại. Che hết đèn lồng lại.
Nhà Nhi. Tại sao đang yên đang lành Cao Đại Phu bất ngờ đến đây? Cái quần trắng của tôi đâu? Tôi sẽ đi lấy nó cho phu nhân. Một a hoàn lén lút treo đèn lồng trong phòng mình. Đèn lồng này có thể để cô tùy tiện thắp sao? Cô nghĩ cô lái. Cô không coi mấy phu nhân chúng tôi ra gì phải không? Phủ họ Trần có còn quy tắc gì nữa không? Em Tư, đừng tức giận nữa. Có gì từ từ nói. Đừng hành động như đám tiểu nhân đó. Không được. Đây là một trong những gia quy của phủ này. Gia quy đương nhiên là gia quy. Nhưng mọi người ai chẳng có lúc sai sót. Em Tư, đừng trách chị nói thẳng. Chẳng phải em cũng vừa mới bị lão già cho thổi hết đèn lồng đi sao? Dù có vậy, em cũng vẫn là phu nhân. Cô nói cho cô biết, phu nhân là phu nhân, a hoàn là a hoàn. Chị cả, hôm nay lão già vắng nhà, chị hãy nói một lời cho công bằng. Em vi phạm gia quy thì bị che đèn lồng. Vậy A Hoàn vi phạm gia quy thì có nên bị xử phạt không? Và xử phạt thế nào đây? Cứ làm theo tục lệ cũ. Đại phu nhân nói cô có thể đứng dậy nếu cô chịu nhận lỗi. Cứ nhận lỗi đi là được mà. Hà tất phải khổ thế này. Nước gừng phải uống lúc còn đang nóng, nếu không nó không giúp cơ thể toát mồ hôi ra được đâu. Đại phu đã đến đây chưa vậy? Đại phu đã kê mấy toa thuốc rồi mà vẫn không ăn thua gì. Xem ra bệnh của Nhạn Nhi không nhẹ đâu. Lão già cũng đã về rồi. Lão già nói nếu không được thì nhanh chóng đưa con bé đến bệnh viện. Ai ngờ tứ phu nhân lại độc ác như vậy chứ. Ai bảo Nhạn Nhi làm bà ấy nổi giận. Quản gia. Vâng, lão già, cứ cho cô ta dùng thuốc tốt nhất. Tiền bạc không thành vấn đề. Đừng để thiên hạ nói gia tộc họ Trần chúng ta không quan tâm tới sự sống chết của người làm. Vâng, thưa lão già. Đèn phòng bà hai.
Em Tư, mới sáng sớm em đã đứng thẫn thờ ở đây làm gì? Em đến nghe chị Ba hát kịch. Chị hát hay lắm. Có gì mà hay với không hay chứ? Tất cả đều chỉ là diễn kịch thôi mà. Nếu em diễn hay, em sẽ đánh lừa được người khác. Nếu em diễn dở thì em chỉ có thể đánh lừa được bản thân mình mà thôi. Còn nếu ngay cả bản thân mà em cũng không đánh lừa được thì em chỉ có thể đánh lừa được ma quỷ. Con người và ma quỷ chỉ khác nhau ở hơi thở thôi mà. Em thấy con người ở đây chính là ma quỷ, còn ma quỷ lại chính là con người. Tùng Liên à, chị nói em đừng để bụng. Lẽ ra em không nên làm ầm ĩ chuyện của Nhạn Nhi. Con bé ngốc đó chỉ mơ mộng làm bà chủ thôi. Nó thích treo đèn lồng thì cứ để nó treo. Cô ta chỉ là kẻ do đầu chịu báng. Em làm vậy là muốn dằn mặt người khác. Em nói cũng phải. Nó chỉ là một a hoàn, sao có bản lĩnh như vậy được? Chắc chắn phải có người đứng sau lưng con bé. Cứ nhìn nét mặt hề hạ của Trác Vân tối qua thì biết. Bà ta nghĩ mình thông minh. Chị sẽ cho bà ta biết thế nào là thông minh. Thắp đèn, thổi đèn, che đèn. Em thực sự không quan tâm đến những điều đó. Em chỉ không hiểu trong cái nhà này con người rốt cuộc được coi là cái gì. Con người ở đây giống như con chó, con mèo hay là con chuột. Em thấy con gì cũng giống, chỉ không giống con người mà thôi. Nãy giờ đứng đây em cứ nghĩ chi cho bằng treo cổ trong căn phòng đó chẳng phải sẽ tốt hơn sao? Em đừng nói năng lung tung về chuyện chết chóc. Quan tâm đến việc đó làm gì? Hãy cứ tiếp tục sống đi. Em cũng đừng quá buồn rầu như vậy. Hãy nhìn chị đây này, cả ngày cười cười nói nói vui vẻ. Hãy tự tạo niềm vui cho chính mình. Chị Ba đương nhiên là rất vui rồi. Chị có thể tìm cao đại phu của mình mà. Cô nói như vậy là có ý gì? Không có gì cả. Ông ấy khám bệnh cho em, em còn chưa cảm ơn ông ấy nữa mà. Tôi nói cho cô biết, cô đừng đùa về chuyện này. Nếu cô nói lung tung với bất cứ ai thì việc gì tôi cũng có thể làm được đấy. Tôi cũng nói thật với cô, lát nữa tôi sẽ đến gặp cao đại phu đấy, để xem các người có thể làm gì được tôi. Tứ phu nhân, tứ phu nhân. Bà đang ngồi trong phòng sao? Phu nhân làm tôi sợ quá. Tôi cứ tưởng không có ai ở đây. Lão già nói kể từ bây giờ tôi sẽ hầu hạ cho phu nhân. Ngài nói không cần phải tìm thêm a hoàn nữa. Không tìm thêm cũng tốt. Tôi tuy già nhưng cũng có cái tốt của người già, không giống như những cô gái trẻ thiếu hiểu biết. Bà đi mua cho tôi ít rượu về đây. Phu nhân nói gì cơ? Tôi nghe không rõ. Đi mua cho tôi ít rượu. Hôm nay là sinh nhật của tôi. Sinh nhật của phu nhân nữa. Năm nay phu nhân bao nhiêu tuổi rồi? 20. Sao phu nhân không nói sớm? Tôi sẽ đi lấy rượu ngay. Tứ phu nhân, rượu đến rồi đây. Tại sao bà lại nhìn tôi như vậy? Nhạn Nhi chết rồi. Con bé đã chết ở bệnh viện. Nó chết khi nào? Tôi không biết. Họ nói con bé trước lúc chết đã gọi tên bà. Nó gọi tên tôi làm gì? Nó nghĩ tôi là người đã giết nó sao? Tôi nghe người ta nói vậy nên nói lại với phu nhân thế thôi. Sống chết là do ông trời định đoạt, sao có thể trách tứ phu nhân được?
Bây giờ xác của cô ta ở đâu? Gia đình đã đưa xác của nó về quê. Người nhà nó đều than khóc rất buồn thảm. Có gì đâu mà phải khóc chứ. Chết còn sướng hơn là sống mà phải chịu đọa đày. Tứ phu nhân đừng uống nữa, bà đã say rồi. Hôm nay tôi vui lắm. Hôm nay là sinh nhật của tôi mà. Sinh nhật thứ 20 của tôi. Tôi vui lắm. Đại thiếu gia, cậu về rồi đấy ư? Thiếu gia, mau đến khuyên nhủ tứ phu nhân một câu đi. Bà ấy uống rượu say khướt rồi. Đại thiếu gia, cậu về rồi đấy à? Tại sao cô lại uống say đến như vậy? Cậu ngồi đi. Tôi đang tự chúc mừng sinh nhật cho mình. Cậu có muốn uống với tôi một cốc để chúc mừng tôi không? Được. Tôi sẽ uống một cốc. Chúc cô sống thọ đến 99 tuổi. Nhảm nhí. Tôi không muốn sống lâu đến như vậy đâu. Hãy để dành lời chúc phúc đó cho phụ thân của cậu. Tôi đã nghe về chuyện xảy ra. Cô thật quá dại dột. Chuyện có tai, cô có thể nói dối lâu đến chừng nào? Dại dột ư? Tôi không dại dột. Tôi đã tính toán trước mọi việc. Ban đầu có thể là sẽ mang thai giả. Nhưng chỉ cần lão gia ngày nào cũng ở lại chỗ tôi, chuyện đó sẽ sớm là sự thật thôi. Tôi đã tính toán chuyện này, nhưng họ lại âm mưu chống lại tôi. Người này âm mưu chống lại người kia. Đấu đá nhau như vậy để làm gì chứ? Cái này là tôi mang từ Vân Nam về, tặng cho cô làm quà sinh nhật. Cái này chỉ có người con gái tặng cho người con trai. Làm gì có chuyện tặng quà ngược đời như vậy. Cô không muốn nhận thì thôi. Nó vốn là của người khác tặng cho tôi. Giả nhân giả nghĩa. Đàn bà nào tặng nó cho cậu chứ? Tôi nhận nó chỉ bẩn tay mình mà thôi. Tôi cũng không định tặng nó cho cô. Tôi chỉ đánh lừa cô một chút thôi. Đánh lừa tôi ư? Tôi bị người khác lừa nhiều nên quen rồi. Mọi người đều đang lừa phỉnh tôi. Và bây giờ cậu cũng đang lừa tôi nữa. Cậu đi ra đi. Ra đi. Phi bồ. Tôi đi đây. Lão già, lão già về rồi đấy ư? Tứ phu nhân, tại sao bà lại cho cô ta uống nhiều rượu như vậy? Là phu nhân muốn uống. Đến gặp đại phu nhân xin thuốc giá rượu cho cô ấy mau lên. Đừng đến gặp bộ già đó, không cần phải đi gặp bà ta đâu. Đúng là cô điên thật rồi, không sợ người ta sẽ cười vào mặt cho sao? Ai cười tôi chứ?
Tôi có gì đáng cười chứ? Tôi thì có cái gì? Chị hai có lão gia yêu thương, còn Mai San thì đi tìm cao đại phu của chị ấy. Tôi thì có gì chứ? Tôi chẳng có gì cả. Cô nói Mai San đi đâu cơ? Cô ấy đi gặp đại phu đẹp trai của cô ấy rồi. Còn tôi thì có gì chứ? Tôi chẳng có gì cả. Tam phu nhân ra ngoài khi nào vậy? Tôi không biết. Tôi sợ cái gì chứ? Tôi chẳng sợ gì cả. Chị cả. Được rồi, thuốc đây rồi. Cho phu nhân uống đi. Tôi không uống, tôi không say. Các người còn đứng yên ở đấy làm gì? Giữ cô ta lại. Đè cô ta ra cho cô ta uống, mau lên. Cút ra ngoài, đi ra ngoài hết đi. Ra ngoài đi. Cứ để cô ta la hết, cho cô ta tự bêu xấu mình. Xem sau này cô ta nhìn mặt mọi người thế nào đây. Lão già vừa đi là cô ta đã làm căn nhà này loạn cả lên. Em đã tỉnh rượu chưa? May mà tối qua em đã nói với chị chuyện này. Nếu không đã có chuyện ô nhục ở đây rồi. Ở đây lạnh lắm. Quay về phòng của em đi. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Khi Tam phu nhân và Cao đại phu lén lút cùng nhau trong nhà trọ thì đã bị nhị phu nhân phát hiện. Khi nhị phu nhân phá cửa xông vào, hai người họ vẫn còn đang ôm nhau trên giường. Thật là tội lỗi. Lúc nãy nhị phu nhân đã nói gì vậy? Bà ấy nói tôi đã kể với bà ấy chuyện đó phải không? Hôm qua trong lúc say rượu, phu nhân đã nói rằng Tam phu nhân đi hẹn hò với Cao đại phu. Lúc đó ngay cả tôi cũng đã quá bất ngờ. Tôi đã nói chuyện đó sao? Chính phu nhân đã nói như vậy mà. Tôi không hiểu sao phu nhân lại nói với bà ấy chuyện đó. Có phải vì phu nhân hận Cao đại phu không? Hôm qua phu nhân đã uống say, chắc phu nhân không thể nhớ được đâu. Vậy chuyện gì sẽ xảy ra với Tam phu nhân? Họ đã cho người đi báo lại với lão gia rồi. Chuyện gì đến sẽ phải đến. Phu nhân hãy nghỉ ngơi đi, nếu không bà sẽ bị cảm lạnh đấy. Năm nay tuyết rơi nhiều quá, chắc hẳn năm nay sẽ là một năm xấu.
Giết người. Giết người. Giết người. Quân sát nhân. Lão già đến rồi. Lão già. Lão già. Lão già đã về ạ. Nàng đã nhìn thấy gì? Rốt cuộc nàng đã nhìn thấy những gì? Các người đã giết người. Mai San đã chết rồi. Các người là lũ sát nhân. Hỗn láo. Cô đã thấy những gì? Cô đã không nhìn thấy gì đúng không? Sát nhân. Các người là lũ sát nhân. Cô điên rồi. Cô điên thật rồi. Sát nhân. Sát nhân. Các người là lũ sát nhân. Quản gia, quản gia, quản gia, quản gia, quản gia, quản gia, lồng đèn đang sáng. Có chuyện gì vậy? Đèn lồng của phòng tam phu nhân tự nhiên sáng. Sao cái gì? Đèn sáng ở đâu cơ? Có ma. Đó là hồn ma của tam phu nhân. Tam phu nhân đang hát. Có ma. Có ma. Thank you.
năm sau. Quản gia Trần Bách Thuận bái kiến Ngũ phu nhân, chúc phu nhân tân hôn đại hỷ. Người đó là ai vậy? Bà ấy là tứ phu nhân của chúng tôi. Bà ấy bị điên đấy.